Hello anh em luôn nha. Nay mình nhận chiếc Mazda CX-5 nha anh em. 2023 nha anh em. Tình trạng bị tung bẻ cái đèn bên tài nha. Và cản luôn. Xe này mới lăn bánh trong hãng ra nha anh em. Chẳng đây mà trong test có một cái mí trong này hết nha anh em, mí này nó đi mí luôn rồi. Cái này mình làm lại là không có ngon nha, mình đặt cản ghim luôn, lại cản mới đây, routine gãy luôn nha anh em. Đây đèn về luôn, lung linh luôn nha anh em. Rồi gà đèn xong mình gà cản nha, gà sơ hết chi tiết nó chuẩn nó không, xong mình đem cho mình sơn lên màu cho nó, em nói nha anh em. Đèn zin cản zin luôn nha anh em, zin hết. Mở đèn sơ anh em xem nha, đó đèn routine đồ là ok nha. Rồi xong tác phẩm luôn cho anh em, nhìn có đẹp anh em đó, liên lạc êm ái luôn nha. Sơn là hơi chuẩn màu nha anh em, mình quay thì anh em sơ nhìn thấy sơ sơ thôi, chứ còn nếu hoài là khách nhìn là phải ưng ý thôi nha. Dòng xe mới mà chuẩn màu đẹp lung linh luôn. Xong mình đi test thử ngoài đường cái nó lậm lúi nha anh em. Chuẩn đường là ok.